Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, là bệnh viện hạng 1 thuộc Sở Y tế, với quy mô 1.100 giường bệnh. Đây là tuyến chuyên môn cao nhất về khám bệnh, chữa bệnh trong lĩnh vực sản phụ khoa và nhi khoa của tỉnh Nghệ An, là đơn vị phối hợp chuyên khoa sản nhi duy nhất khu vực Bắc Trung Bộ. Với hơn 36 năm phát triển, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An luôn không ngừng bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ làm công tác chuyên môn cũng như chất lượng điều trị, đồng thời duy trì và đẩy mạnh các kỹ thuật mũi nhọn, kỹ thuật mới. Bên cạnh việc thực hiện áp dụng các phương pháp kỹ thuật tiên tiến trong khám và điều trị, bệnh viện cũng đã đầu tư về trang thiết bị cũng như máy móc hiện đại. Cùng với đó là hệ thống phòng mổ được trang bị các thiết bị y tế hiện đại, vô trùng, đảm bảo cho quá trình phẫu thuật được diễn ra an toàn, nhanh chóng và thuận lợi. Khoa hồi sức tích cực chống độc là nơi tiếp nhận và điều trị những bệnh nhi nặng từ 28 ngày tuổi trở lên. Khoa hiện tại đang có 3 khu điều trị với 45 giường bệnh, đơn nguyên 1, đơn nguyên 2 và phòng cấp cứu chăm sóc toàn diện với nhiều thiết bị y tế hiện đại như máy thở, máy sốc tim, máy hạ thân nhiệt, máy lọc máu. Với 36 nhân viên là các y bác sĩ dày dạn kinh nghiệm, tập thể khoa hồi sức tích cực chống độc luôn cố gắng học tập, nâng cao kiến thức, thường xuyên hội chẩn cùng các bác sĩ ở tuyến trung ương, tham gia nghiên cứu, báo cáo khoa học và trao đổi kinh nghiệm tại các hội nghị, hội thảo toàn quốc. Không những thế, khoa còn nhận đào tạo và chuyển giao kiến thức chuyên ngành hồi sức cấp cứu chống độc đến các cơ sở tuyến dưới. Hàng năm, các y bác sĩ tại khoa đều được cử đi học tại các bệnh viện tuyến trung ương để nâng cao kiến thức cũng như trình độ chuyên môn. Trong thời gian tới, khoa có kế hoạch cập nhật kỹ thuật hỗ trợ hô hấp tuần hoàn ngoài cơ thể ECMO, từ đó sẽ hỗ trợ hồi sức các ca bệnh như viêm cơ tim tối cấp, viêm phổi do siêu vi dẫn đến hội chứng suy hô hấp cấp tiến triển, nhằm tăng khả năng mang lại sự sống cho các bệnh nhi. Là bác sĩ ở khoa hồi sức thì ngay chúng tôi phải tiếp nhận các cái bệnh nhân nặng đe dọa tử vong, nên trong năm vừa rồi thì khoa hồi sức cũng là cứu được rất nhiều bệnh nhân nặng. Và để đáp ứng các cái kỹ thuật chuyên sâu thì trong những năm vừa rồi chúng tôi đã cử các cái kíp bác sĩ cùng những điều dưỡng đi học ở các cái tuyến trung ương, các cái kỹ thuật sâu của tuyến trung ương để phát huy hết cái khả năng và cùng những cứu chữa các cái bệnh nhân nặng. Cùng với sự phát triển về trình độ chuyên môn cũng như các kỹ thuật y tế, chúng tôi luôn cố gắng từng ngày để đáp ứng nhu cầu của người bệnh, mang lại niềm tin và sự hài lòng cho người bệnh trong công tác khám, chữa bệnh, điều trị và chăm sóc tại khoa phòng. Tôi là mẹ cháu Tiến, đang điều trị ở khoa hồi sức chống độc tích cực 3 tuần nay. Trong thời gian ở đây thì tôi thấy là khoa rất là sạch sẽ, các đội ngũ y bác sĩ rất là nhiệt tình và vui vẻ. Trước khi vào đây thì được các bác sĩ giải thích tận tình về bệnh của cháu là rất nặng và cũng được nhờ các bác sĩ chữa trị và hiện nay bệnh tình đã ổn định và sắp được ra viện. Tôi là bố của Bảo Nam ạ. Thời gian qua cháu sinh non và ra đi điều trị khắp nơi chưa được. Thì hiện tại tôi thấy bệnh viện Sản Nhi rất là tốt. Tôi đưa cháu về đây thì thấy các bác sĩ là chăm sóc rất là chú đáo và là nhiệt tình. Tôi rất cảm ơn bệnh viện Sản Nhi. Tôi rất là cảm ơn các đội ngũ y bác sĩ ở khoa nói tiếng và ở bệnh viện y nói chung ạ. Hát lên cùng hát tự hào, bệnh viện Sản Nhi.